mới kéo lên con nha các bạn. Đây biển cột chạm nha. Mình đi từ sáng giờ mà mới được con mà hơn khoảng tí mấy rồi. Một cây, hai cây, ba cây, hai cây, bốn cây. Ra xe mình đó nha các bạn. Cái cột chạm cũng đá lớn nha. Đây cũng đá lớn nha các bạn. Có dịp có video cho các bạn coi. Chờ từ sáng giờ các bạn ơi. Đi phải lúc 9 giờ rưỡi phải. 9 giờ rưỡi tới giờ mới được con này. Mới vừa kéo lên nha các bạn. Mới vừa kéo lên luôn á. Thấy không? Cần ký mấy nha các bạn. Cần ký mấy nha. Vô gửi cho các bạn coi nha. Ôi, sáng giờ các bạn ơi. Dòng đường con nuốt lửa các bạn ơi, phải quay ra mới được.